Và như vậy là trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội chủ nhà U17 PVF trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ thi đấu ở phần sân bên tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn. Họ ra quân với đội hình thủ thành số 1 Nguyễn Quang Trường, số 4 Đỗ Minh Quang, số 6 Nguyễn Hải Nam, số 8 Nguyễn Đức Duy, số 9 Dương Ngọc Sang, số 18 Đỗ Hữu Phước, số 22 Ngô Đình Lê Khánh. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội bóng đỏ. Dứt điểm không cần. Cú ra chân rất nhanh. Có vẻ như người dứt điểm đó là Bá Đạt. Một tình huống ra chân rất bất ngờ vào góc gần và góc cao khung thành đã làm cho thủ môn Nguyễn Tân bị giật mình và không có bất cứ một chút phản xạ nào cả. Tuy nhiên thì hiện tại đội trưởng của các cầu thủ U17 Thành phố Hồ Chí Minh đó là Nguyễn Đặng Minh Dầu đang phải nằm sân. Và ngay lập tức thì các bác sĩ đã vào sân chăm sóc cho anh. Nguy hiểm. Tình huống phòng ngự khá lập bập. Thêm một tình huống phạt góc nữa dành cho các cầu thủ đội bóng chủ nhà. Đức Duy. Treo bóng vào. Rất nguy hiểm, tình huống lập bập. Và là có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ U17 PVF. Hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi đã không hoạt động tốt. Và nó đã tạo điều kiện cho tiền vệ bên phía đội bóng áo đỏ có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Người ghi bàn đó là tiền vệ mã số 9 Dương Ngọc Sang. Thì đội chủ nhà PVF cũng đã thất bại trận bán kết rất đáng tiếc và đây là một cơ hội nữa dành cho PVF. Không vào. Tình huống ra vào tốt của thủ thành Nguyễn Tân. Hàng phòng ngự của U17 Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu khá mất tập trung. Ở trong những phút vừa qua, liên tiếp là những tình huống sai lầm, những pha chuyền bóng không đúng địa chỉ. Và nó đã gây ra rất nhiều sóng gió về phía khung thành của đội bóng áo xám. Trận đấu tiếp tục. Trọng tài đã cắt còi. Tuy nhiên thì thủ thành Quang Trường vừa rồi đã thi đấu tập trung. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của đội áo xám. Xử lý rất kỹ thuật. Nhưng pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi hơi nhẹ. Tuấn Anh quyết định dứt điểm từ xa, đó là của tiền vệ mang áo số 22 Ngô Đình Lê Khánh. Đó là tình huống đá thẳng. Và dứt điểm của Thái Bá Đạt. Và dứt điểm đưa bóng đi vào góc xa khung thành. Nhưng rất may rằng thủ môn Nguyễn Tân vẫn đang thi đấu khá tốt và đứng vị trí chuẩn xác. Cắt bóng tốt. Phản công cho U17 Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên trọng tài xác định rằng ở phía tuyến trên, tiền đạo của đội bóng áo xám lại rơi vào thế việt vị. Phản công dành cho U17 Thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ.
Dứt điểm từ xa. Pha dứt điểm rất bất ngờ, và thủ thành Nguyễn Quang Trường vừa rồi đã phải có một tình huống bay người để cứu nguy cho đội nhà. Có thể thấy rằng ở trong pha bóng vừa rồi, số lượng người tham gia tấn công bên phía U17 Thành phố Hồ Chí Minh là không nhiều. Vậy nên lựa chọn dứt điểm từ xa của tiền vệ bên phía đội bóng áo xám là hợp lý. Văn Sơn rất khéo. Đó là một tình huống penalty dành cho các cầu thủ U17 PVF. Vừa vào sân thì Văn Sơn có những pha xử lý rất kỹ thuật, và anh đã buộc hậu vệ đối phương phải có một tình huống phạm lỗi, và sẽ có một pha đá phạt đền dành cho đội chủ nhà. Cơ hội rất lớn để cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam nâng tỷ số lên thành 2-0. Người đang đứng trước bóng có vẻ như đó là đội trưởng vào số 19 Nguyễn Đức Phú. Đức Phú sẽ đối mặt với thủ thành Nguyễn Tân. Và hãy cùng xem tình huống này sẽ diễn ra như thế nào. Đức Phú dứt điểm vào. Tỷ số nâng lên thành 2-0 dành cho cao thủ U17 PVF. Pha dứt điểm đưa bóng chìm và khá hiểm hóc. Mặc dù thủ thành Nguyễn Tân đã có một tình huống đoán đúng hướng, tuy nhiên bóng đã đi rất hiểm hóc và tỷ số được nâng lên thành 2-0. Bá Đạt. Chuyền bóng vào, nguy hiểm. Pha bật cao đánh đầu, tuy nhiên thì bóng đã nằm gọn trong tầm khống chế của thủ thành Nguyễn Tân. Đó là tình huống dứt điểm của Minh Văn ở Quyền. Trận đấu tiếp tục, biên trái là khá thoáng. Đó lại là quyết định dứt điểm. Pha xử lý không tốt của tiền vệ bên phía cầu thủ đội khách ngày hôm nay. Đức Phú chuyển dài khá tốt. Văn Sơn. Minh Văn ở Quyền dứt điểm. Cú trích bui giày là rất nhanh. Pha xử lý tốt của tiền đạo bên phía đội bóng áo đỏ. Cú trích bui giày rất nhanh, tuy nhiên bóng đi không chính xác. Đã có bàn thắng dành cho cầu thủ U17 PVF. Tình huống dứt điểm rất bất ngờ. Như vậy người ghi bàn đó là số 22 Ngô Đình Lê Khánh. Và tỷ số nâng lên thành 3-0 dành cho cầu thủ đội chủ nhà. Trong những phút cuối cùng của trận đấu này thì thời gian của trận đấu chỉ còn là tính bằng giây. Đưa bóng khá hay. Căng ngang. Và chuyển bóng lại là hơi muộn. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu giữa U17 PVF và U17 Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số ấn định là 3-0 dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Và với kết quả này thì U17 PVF đã
dễ dàng dẫn đầu tại bảng A chung cuộc và chắc chắn có thể tiến vào vòng tứ kết. Còn đối với cầu thủ U17 Thành phố Hồ Chí Minh, họ cũng đã có một giải đấu thành công với việc giao lưu và cọ sát để tạo ra thêm nhiều sân chơi nữa cho các cầu thủ của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong loạt trận tứ kết của giải bóng đá U17 Cúp Quốc gia sẽ diễn ra sau đây 2 ngày nữa.